nhằm biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của tuổi trẻ thành phố. Tối qua, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu và tuyên dương thanh niên tình nguyện trong công tác phòng chống COVID-19 với chủ đề Sức trẻ trên tuyến đầu chống dịch. Đến dự có trưởng ban dân vận Thành ủy Nguyễn Thành Quang. Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua, thanh niên thành phố đã thể hiện vai trò xung kích tiên phong, trở thành nòng cốt trong các chốt chặn kiểm dịch, hỗ trợ cơ quan chức năng trong khai báo y tế, truy vết người nghi nhiễm, tham gia vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật tư y tế đến các bệnh viện, các khu cách ly, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động hướng về cộng đồng. Nhiều y bác sĩ trẻ đã vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch. Nhiều nghệ sĩ trẻ đã sáng tác những tác phẩm động viên, khích lệ, lan tỏa năng lượng tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội trong phòng chống dịch. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên thành phố đã cùng gặp gỡ và giao lưu các tấm gương tiêu biểu, qua đó lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng trong thanh niên. Bên cạnh các công tác phòng chống dịch, thì đoàn viên thanh niên trên địa bàn Hòa Phước thì cũng luôn giữ vững mọi các hoạt động phong trào của địa phương giao. Đây cũng là một vinh dự cũng như là một động lực to lớn cho tuổi trẻ phường nhà trong thời gian sắp tới sẽ tiếp tục tổ chức được nhiều hoạt động hơn nữa trong cái công tác mà tình nguyện của phong trào thanh niên. Để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng đã khen thưởng 86 tập thể và 107 cá nhân. Kỳ vọng thanh niên thành phố sẽ tiếp tục có nhiều việc làm ý nghĩa, góp phần thiết thực vào quá trình phục hồi kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn bình thường mới hiện nay.